cùng ngồi xuống làm cốc Shivadao và nghe tin vắn manga cho ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3. Monster Stain công bố bìa tập 2 manga hành động chiến đấu giả tưởng. Monster Stain tiết lộ bìa của tập 2 được sáng tác bởi Otosama. Nhìn ngầu thật sự các cậu ạ. Hơn một thập kỷ trước, loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng trong cuộc chiến khốc liệt chống lại những sinh vật siêu nhiên như phù thủy và người sói. Bước ngoặt đến khi tiến sĩ Frankenstein, người đã âm thầm tạo ra thứ vũ khí tối thượng để giải cứu loài người đang trên bờ vực của sự tuyệt chủng. Vào một ngày nọ, một nữ phù thủy bí ẩn và người bạn đồng hành của cô, một người đàn ông dường như có sức mạnh như quái vật. Đây là lúc thứ vũ khí hủy diệt đó được biết đến. Bí ẩn, lôi cuốn, một bộ manga đẹp từ hình thức, còn có tới nội dung hay không thì mời các thính giả hay đọc thử và đưa ra ý kiến của mình về bộ manga này nha. Còn với Lavi thì chắc chắn sẽ đọc thử ngay sau đây vì bộ manga đang miễn phí một số chương trên Pocket Magazine. Link Lavi sẽ để dưới phần comment nha. Blue Exorcist xác nhận anime mùa mới sẽ là tiếp nối của Blue Exorcist Shimane Illuminati Saga. Đây là xác nhận của một blogger đáng tin cậy. Dựa trên manga hành động siêu nhiên của Kazue Kato, nội dung kể về Rin Okumura, một người được nuôi dưỡng bởi cha xứ Fujimoto, một nhà trừ tà nổi tiếng. Rin Okumura chưa bao giờ biết đến cha ruột của mình. Ngày nọ, cuộc tranh cãi định mệnh với cha Fujimoto buộc Rin phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp. Dòng máu của chú quỷ Satan chảy trong huyết quản của Rin và nhiệm vụ của anh là phải đánh bại Satan, nhưng làm điều đó đồng nghĩa với việc phải vào học viện True Cross bí ẩn và trở thành một nhà trừ tà. Liệu Rin có thể chiến đấu với quỷ dữ và giữ bí mật về dòng máu địa ngục của mình không? Sẽ không dễ dàng gì, nhất là khi rút thanh kiếm của người cha Satan sẽ giải phóng sức mạnh ma quỷ bên trong anh. Thật ấn tượng, đó là những mô tả ngắn gọn về manga này, hãy đọc nó. Kazunoef công bố bìa tập 12. Cuộc chiến chống lại quái vật bước vào giai đoạn ngày càng khốc liệt. Kỹ năng kiếm được rèn giũa và khổ luyện khi còn nhỏ, đặt niềm kiêu hãnh của bạn vào thanh kiếm, thời khắc quyết định đa điểm. Hoshina đang hướng ánh nhìn đầy chết chóc về phía kẻ thù. Bìa tập 12 mới nhất của Kazunoef đã được tiết lộ ngày hôm nay, 22 tháng 3, kèm theo lịch phát hành vào ngày 4 tháng 4. Me and Roboco ra mắt tập 17, phát hành vào thứ năm ngày 4 tháng 4. Me and Roboco tập 17 ra mắt với thời gian nhanh nhất thế giới. Đó là những chia sẻ đầy động lực trên trang cá nhân của bộ manga vui nhộn này. Manga Isra đã review về bộ manga này trên bản tin đồng cỏ số tháng 10 năm 2023. Đây thực sự là một bộ anime có thể giải tỏa căng thẳng. Nếu bạn thích Doraemon thì đây là bộ manga có nhiều điểm tương đồng đó. Mua một vé trở về tuổi thơ với Me and Roboco tập 17 thôi nào các hương giả. The Boy and the Heron lên Netflix. The Boy and the Heron phát trực tiếp trên Netflix ở phân vùng toàn cầu trừ Nhật Bản và Hoa Kỳ, thông báo trên Katsuka mới đây. Sau đó tớ vào Netflix và nhận ra ngay một tiêu đề to đùng đùng kèm qua ảnh hỏa thần Himi cháy phừng phừng. Và ngay ra mắt phát trực tiếp trên Netflix sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Đúng là một nước đi đầy chuẩn mực của Ghibli. Vậy là người người, nha nha, sắp được thưởng thức siêu phẩm anime này rồi đấy. Còn gì dễ tiếp cận hơn Netflix nữa chứ. Thời điểm bán đĩa Blu-ray của một bộ anime là sau khi công chiếu ngoài rạp vài tháng, mà thường thì nhu cầu mua đĩa Blu-ray này chỉ có ở thị trường Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Ở những nơi này, họ chỉ đi làm về, ghé cửa hàng bán đĩa, mua lấy một chiếc đĩa bỏ vào PlayStation, Xbox có sẵn, thế là vừa ăn cơm vừa xem. Vậy là chúng ta đã hiểu vì sao lại trừ Nhật Bản và Hoa Kỳ rồi nhé. Còn châu Âu thì sao? À thì có lẽ do sức mua của châu Âu đang giảm dần do tình hình chiến sự, mọi người còn dành tiền để mua những thứ khác nữa các cậu ạ. Hy vọng mọi thứ sớm kết thúc để mọi người quay trở lại với đời sống manga anime vui ơi là vui. Vậy còn các vùng lãnh thổ khác, xem Netflix cho nhanh, Toki làm gì. Nhân tiện thì ở đây có ai thích sưu tầm Blu-ray anime giống Lavi không? Nếu có thì nhớ tham gia Discord của tớ để cùng chia sẻ kinh nghiệm chơi Blu-ray. Link tớ sẽ để dưới phần comment nha. Đài Kaiju Gaitama ra video quảng cáo cho manga. Chắc chắn bạn sẽ thấy bộ truyện ấn tượng hơn sau khi xem video. Lời tường thuật thực hiện bởi diễn viên lồng tiếng Maki Kawase. Video được Ken chia sẻ trên trang cá nhân mới đây. Nếu bạn yêu thích các tác phẩm của Ken như Colorless và Đài Kaiju Gaitama thì hãy ghé kênh của manga Isra. Lavi sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất về mangaka này. Susaki anime đang sản xuất light novel của tác giả Rocket Sosukai và minh họa bởi Mephisto sẽ sản xuất anime truyền hình. Họ có phải là những anh hùng sẽ cứu thế giới, hoặc có lẽ là tội nhân lớn nhất của thế kỷ? Những dòng mô tả ngắn gọn đi kèm với nó là trailer và poster đầy sức nặng, với bầu không khí bi tráng bao phủ toàn bộ. Cho bụi và tàn lửa, kiếm và áo choàng nhuốm đỏ, Susaki chắc chắn là một câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng. Sự trừng phạt dành cho những tên tội phạm tồi tệ nhất là bị kết án trong số phận của một anh hùng và buộc phải chiến đấu ở tiền tuyến chống lại quân đội của quỷ vương. Và nếu họ chết, tất cả những gì họ có thể mong đợi là hồi sinh và tiếp tục
tục cuộc chiến một lần nữa. Nhưng khi thủ lĩnh của họ bị kết tội vì đã giết một nữ thần, ngay sau đó một khế ước được lập ra làm thay đổi cả thế giới. Chà, nghiêm trọng quá nhỉ, bình tĩnh uống một cốc Sivadao nào. Hết Sivadao rồi nha, pha thêm đi, Gabi. Ok, đợi chút nha.